Ở đây mình phát hiện ra một cây giấy chim ăn rất là mạnh này. Mình sẽ làm bẫy. Mình sẽ làm bẫy đây nhá. Mình sẽ làm cái bẫy để bẫy những con chim ăn cái quả cây này nhá. Cuối cùng là mình đã tìm được cái vị trí để mình đặt cái bẫy nhá. Mình sẽ làm cái bẫy bắt trào màu hoặc là các loại chim ăn quả. Thì các bạn nhìn thấy đây là một cái cây tự nhiên, là mình sẽ chặt cái cây ngọn của nó đi đây. Mình chặt cái ngọn của nó đi rồi nhá. Mình buộc dây ở đây để cho nó bật, làm cái cần kéo nhá, để nó bật nhá, kéo. Dẫn từ đây xuống nó có một sợi dây này. Sợi dây này nó ăn vào cái lẫy cò, nó ăn vào cái lẫy này. Cái đánh chim này cho mọi người cũng biết đúng không? Rất đơn giản thôi. Cấu tạo rất đơn giản nhé. Khi mà con chim nó đậu ở đây ấy, nó đậu ở đây này, đậu cái canh này thì nó ăn cái quả này này, là sẽ bị sập xuống. Đây mình sẽ gài cái bẫy để cho mọi người xem nhé. Đây là mình mới gài cái lá đó, mình gài cái lẫy lá đó chứ mình chưa gài cái dây thít. Đây mình sẽ làm dây thít kiểu này. Dây này thì mình khi mình đã gài xong ấy, mình đã gài xong rồi nhá. Cái chuyện mấu chốt đây là cái đầu này là mình dây là mình làm một cái vòng tròn ở đây đó. Mình chỉ làm một cái vòng tròn ở đây thôi. Chưa dây là không thắt được mà dây sắt vào không thắt được, mình sẽ dùng chính cái đầu này của nó nhá. Này. Nhìn thấy không? Vòng qua đây để tạo thành một cái thòng lọng. Mọi người nhìn thấy không? Tại vì sao làm kiểu này? Tại vì làm kiểu này để mà khi thít vào rồi ấy, kể cả là có thít có bị trượt ấy thì nó sẽ không hỏng cái thòng lọng của mình. Ví dụ thít trượt này. Ví dụ đây thít trượt này, thít trượt này thì nó vẫn thít vào đây đúng không? Nó sẽ nhả ra là lại trở về ban đầu đúng không? Chứ nếu mình làm các loại thít kiểu khác là sẽ bị hỏng cái thòng lọng này, hỏng cái dây này. Đấy, bây giờ mình sẽ gài cái dây vào đây nhá. Mình sẽ mọi người xem cơ chế hoạt động của nó. Đây là mình đã gài xong rồi nhá. Đây mình sẽ gài cái dây này sang hai bên này. Nhìn nhau. Khi con chim đậu ở đây này, để đặt cái quả này sẽ bị thít vào chân nó. Còn một đầu còn lại của sợi dây của cái cung nhá, mình sẽ buộc vào đây để giữ. Thì thứ nhất là không bị, nó sẽ thắt thế này, là thắt là con chim nó sẽ bị thắt lơ lửng đây, nó sẽ không dẫy được. Nhớ như con chim to nhá, nếu mà gặp con chim to mà nó dẫy được là nó quấn nó có thể đang sẽ đứt. Để test cho mọi người xem nhá. Khi đây là đây, ví dụ đây là con chim đúng không? Chim này đậu ở đây nhá, đậu ở đây, đậu vào cái cành này để ăn quả lại đúng không? Đậu thì cái sức lặng của con chim nó sẽ tự đè cái cần này xuống, nó sẽ trượt cái lẫy này ra và sẽ thít vào chân nó đây, nhìn này. Đấy, nhìn thấy chưa? Đấy, thế là lơ lửng luôn. Rất đơn giản thôi nhá. Mình bắt rất nhiều chim kiểu này rồi. Bây giờ mình sẽ gài cái bẫy này nhá. Gài cái bẫy sau đó mình sẽ đi về. Ngày mai mình sẽ lên mình thăm. Đánh kiểu này thì nó chỉ thít vào chân thôi. Nó chỉ thít vào chân thôi chứ nó sẽ không thít vào cổ và vào đầu bao giờ đâu. Đa số sẽ là thít vào chân và bắt sống được. Vào chân. Thít vào chân ra được rồi. Dẫm lên là chết thôi. Giới thiệu lại một chút cho mọi người xem này. Rất đơn giản thôi nhá. Một sợi dây dù, một cái chốt.